Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong vụ việc chìm tàu gần đảo Lý Sơn cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích. Thông tin trên vừa được bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận vào chiều tối ngày 24 tháng 4. Theo bà Hương, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên chưa xác định danh tính, một trong số 5 người chết và mất tích trong vụ tàu kéo LA06695 kéo theo xà lan LA06883 chìm ở vùng biển gần đảo Lý Sơn. Bà Hương nói thi thể thuyền viên mới nhất được tìm thấy ở ngay khu vực chìm tàu. Hiện các lực lượng đang tích cực phối hợp tìm kiếm tung tích thuyền viên còn lại. Hiện tại cảng vụ hàng hải quảng ngãi đang phối hợp với các đơn vị chức năng như trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đồn biên phòng lý sơn các tàu vận tải hành khách tuyến sa kỳ lý sơn tàu cá ngư dân tập trung tìm kiếm thuyền viên mất tích thợ lặn cũng đã được huy động để tìm kiếm hiện xà lan đã được các tàu lai dắt về khu vực gần cảng lý sơn